A word from Saigon Sally. Chủ nghĩa cộng sản là lịch sử và Việt Nam sẽ sớm đi theo. Ôi các đồng chí nhỏ tội nghiệp, tất cả những người lãnh đạo vẻ vang của các bạn đã đi đâu mất rồi. Cuối cùng thì Hoa Kỳ luôn thắng, tại sao phải cố gắng? Bạn đang chiến đấu trong một cuộc chiến thua cuộc. Chủ nghĩa cộng sản sẽ sớm biến mất khỏi Việt Nam. Trạng thái vinh quang của bạn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Họ chỉ coi bạn là gia súc và không hơn gì. Công dụng duy nhất mà nhà nước dành cho bạn là thức ăn gia súc. Chuyển sang chủ nghĩa tư bản vì nó là con đường duy nhất để tiến tới. Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc sẽ sụp đổ, sau đó ai sẽ bảo vệ bạn? Những người lãnh đạo của bạn đều chống lại bạn, thưa các đồng chí. Không chủ nghĩa cộng sản nào có thể giành được vinh quang. Nam Việt Nam sẽ trỗi dậy trở lại. Sài Gòn sẽ giành lại vị trí xứng đáng của mình trên thế giới. Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Đầu hàng nhà nước. Hoa Kỳ cuối cùng sẽ thắng trong cuộc chiến ở Việt Nam. Nhà nước tự giải phóng và bắt bạn làm nô lệ, đồng chí nhỏ tội nghiệp. Nó không bao giờ là về con người. Quay ngược lại trạng thái trong khi bạn vẫn có thể chạy trốn khỏi đất nước của bạn trước khi nhà nước giết bạn.